Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với DG Apple TV. Hôm nay mình đến ít kèo thơm cho bà con đây. Đầu tiên đến với các bạn là trước mặt các bạn là con iPhone 11 thường này, pin 100 này, máy quốc tế này, màu đỏ này. Màu đỏ này được gọi là những màu gọi là màu khê anh em ạ. Vì đa số mọi người đều không thích màu đỏ. Nên là khi mà sót lại những con màu đỏ này đa số là hàng chất nhá. iPhone 11 này còn nguyên app luôn bà con nhá. Còn nguyên app luôn, nguyên áp suất pin 100 anh em nhá. Pin 100, hình thức đẹp là ok, full chức năng, quốc tế nhá. Con này mình để cho bà con là những giá cũng gọi là giá khê thôi. 6 triệu 7 anh em nhá. iPhone 11 thường 6 triệu 700 nghìn đồng, pin 1 lít, hình thức đẹp là 98.9%, nguyên zin nguyên bản, ok cho bà con. Không cần quảng cáo nhiều đâu. Đây, những cái con này đây, con màu tím này, con sót con màu tím này, hình thức thì tương đối là phải thôi, chứ không được đẹp keng được anh em ạ. Đấy, cũng 6 triệu 7 thôi. Đây là những con khê anh em ạ. Hàng hóa đây còn màu đỏ ba con này. Hàng hóa dạo này thì nó thật sự các bạn ạ, hàng hóa dạo này hàng hóa đang khan hiếm, đang lên bà con nhá, đang lên đấy. iPhone XS Max 64GB pin mới thay màn mực một tí anh em nhá, full chức năng luôn, full Face ID bà con nhá. Đây mình test Face cho bà con xem luôn này, test Face cho bà con xem luôn này. Những con này thì giá nó sẽ rẻ hơn bình thường anh em nhá. Đây này, sao lại không nhận nhỉ? Đây này, những trường hợp này là bị phay lên xuống này. Anh em nào mua con này nhá, con này nó là màn zin anh em nhá, mình không làm nữa, bán luôn được bà con. 4,8 triệu iPhone XS Max không Face ID màn mực một tí đây anh em nhá, men zin màn zin luôn nhá. Con này nó không phải màn OLED đâu nhá, con này là màn zin. Giá là 4,8 triệu đồng iPhone XS Max quốc tế anh em nhá. iPhone XS Max này màn GX anh em này. XS Max màn GX này. 256GB anh em nhá. 5,8 triệu anh em ạ. Màn GX thì nói phải nói là đẹp rồi. Anh em nào dùng iPhone thì sẽ biết là màn GX là màn như thế nào. Màn GX nó là màn thay. Là màn màn lô cũng không phải là màn lô. Và màn zin cũng không phải là màn zin. Mà nó là line giữa lô và zin anh em ạ. Nên là nó rất là đẹp anh em nhá, rất là đẹp luôn. Xem con này mình fix chu tông chưa. Đấy, chu tông đầy đủ anh em này. 5,8 triệu đồng iPhone XS Max quốc tế, full chức năng, men zin, màn GX, bảo hành 3 tháng nha bà con. 5,8 triệu đồng XS Max anh em nhá. iPhone 11 Pro anh em nhá. Trước mặt các bạn này con iPhone 11 Pro màu xanh anh em này. iPhone 11 Pro màu xanh 258000 nhá. Con này thì cam kết với các bạn là men zin màn zin. Hôm trước mình có một con ám rồi. Thế tại sao hôm nay lại mình lại xuất hiện con ám nữa anh em ạ? Nó ám tí trên cột sóng anh em này. Anh em ơi, nó ám tí trên cột sóng này anh em nhá. Nó ám này không ảnh hưởng gì cả. Anh em lắp sim vào là không thấy ám đâu cả anh em nhá. Anh em lắp sim vào rồi thì nó hiện lên chỗ này màu đen xì rồi thì cần thì nhìn thấy ám đâu nữa, đúng không anh em? Con này hình thức là đẹp keng anh em nhá, nguyên áp đẹp keng, nguyên áp, pin 78 nhá. Để cho bà con 7 triệu anh em ạ, 7 triệu iPhone 11 Pro nhá anh em nhá. Thời điểm này thì giá đang lên rồi nên là anh em mua giá này quá hợp lý rồi anh em nhá. Tiếp tục chương trình là iPhone 12 Pro Max. Ừ rồi, 12 Pro Max này 256GB này anh em này. 12 Pro Max 256GB mình vừa mới lấy về luôn anh em nhá. Đây là hàng zin app, zin app nhá, 256GB zin app này, máy màu xanh này anh em này. Anh bây giờ mình có một con này thì anh em thì nào nghĩ là ui ông này có một con máy đẻo, máy sửa nát bét rồi ông quảng cáo đúng không? Không phải một con đâu anh em ạ, mình về 20 con cơ. Đây toàn bộ là 128GB anh em nhá. Đợt vừa rồi là hàng hóa nó xuống anh em ạ, đợt vừa rồi là hàng hóa nó xuống. Đây những con mình sẽ bỏ riêng ra. Đây những con này mình sẽ bỏ riêng ra anh em nhé. Đây mình sẽ bỏ riêng ra, mình sẽ bỏ riêng ra. Đây còn toàn bộ đây là 12 Pro Max 256 hết anh em nhé. Đấy giá thì cực kỳ đẹp cho bà con nhé, giá từ 14,5 triệu cho đến 15 triệu anh em ạ. Đây những con này thì uy tín rồi, nguyên zin nguyên bản nguyên áp anh em nhé, nên bà con không bao giờ phải lo là máy sửa hay chưa, máy gọi là định làm ép kính hay chưa. Để bà con không bao giờ phải nghĩ vấn đề đấy vì đây là nó là máy nguyên áp em nhá. Máy trắng máy vàng 15 triệu nhá, máy màu xanh có thể rẻ hơn một tí. Anh em nào thích hàng này thì nhắn tin riêng cho mình nhá, có số điện thoại đấy. Ok, 11 Pro 64GB màu gold này nhá, để cho bà con 7,5 triệu này. iPhone 11 màu tím này quốc tế này, hôm nay là toàn lời cao thôi anh em ạ. 6,5 triệu này còn thay pin mới nhá, 6,5 triệu này.
iPhone XS Max quốc tế này, 256GB này, màn GX này, 7 triệu này, 256GB nhá, XS Max độ 14 Pro Max nhá, 7 triệu. iPhone 11 Pro pin 87, 7 triệu rưỡi. iPhone 11 Pro Max quốc tế màu trắng 64GB. Đây này, còn mấy con màu gold này. Đây màu xanh này, đây con màu xanh 256GB anh em này. Màu xanh 256GB, màu Pro Max quốc tế màu xanh 256GB mà nguyên zin, nguyên bản, nguyên app ấy. Thì những cái con này thì mình không biết chỗ các bạn bán bao nhiêu, nhưng mà chỗ mình đây 256GB này, nguyên zin, nguyên bản, nguyên app nhá. Máy của một bạn nữ bạn đi bán này, thì bạn ấy bán lại cho mình mua lại là 10 triệu rưỡi anh em ạ. Đây 10 triệu, à đâu 10 triệu thôi. Mình mua lại 10 triệu. Mình bán lại cho con 10 triệu nhá anh em nhá. Đây mình Pro Max quốc tế này, XS Max zin đẹp này, 7 triệu này anh em này, màu trắng này. XS Max gì đây? XS Max màn GX à? Xem nào, màn GX này. Là mật khẩu 25800. XS Max màn GX 256GB. Đây con này cũng 5 triệu 8 anh em này. iPhone 12 này. iPhone 12 con này. Con này thì hôm trước nó bị lỗi cái loa trên anh em ạ. Lỗi loa trên mình thay loa. Thay loa dẫn tình trạng mất chú tông. Mất chú tông nhưng mà được cái nó men zin màn zin anh em nhé. Nó là men zin màn zin đấy. Này 12 này. Con này mình để cho con này. Đâu đây thay màn. Thay màn zin. Anh em ạ, đây là mình thay màn zin anh em nhé. Thay màn zin nó mất chú tông. Thì con này nói chung là 12 thường. Con này mình để cho bà con là xem nào. 7 triệu nhá. Con này mình để cho con 7 triệu này. iPhone 12 thường này, quốc tế này, men zin màn zin này, 7 triệu nhá anh em nhá. Cam kết các bạn men zin màn zin luôn. Đấy, còn đâu là đây 11. À đây con 11 rẻ qua đây. 11 thường. Quốc tế nhá, màn GX bất phách này. Đây mình sẽ cho xem con này. Con này mình để cho bà con là 4 triệu 8 này. iPhone 11 thường 128GB, 4 triệu 8. Đây con này, con này này con nào? À đây con này đây. Con này mình vừa reset lại đây. Con này 11 thường. Quốc tế 128GB. Đâu con này. Con này 11 thường nhá, quốc tế 128GB. Nhá, màn GX mất phay anh em này. Bản Việt Nam 128GB này. Con này mình để cho con 4 triệu 8 này, iPhone 11 nhá. Mất phách thôi. Còn tất cả chức năng ok, mỗi phách thôi. Tất cả chức năng ok, 4 triệu 8. Còn đâu con này là 128GB. 128GB 7 triệu anh em nhá. 7 triệu 128GB màu xanh này. Màu xanh thì rất nhiều người thích đúng không? Thôi còn đâu lại đây là những con gọi là 7 Plus này, 7 Plus 2 triệu rưỡi này. Đấy, còn đâu là đây 11 Pro Max này. Anh em nào thích thì nhắn tin riêng cho mình nhá. Còn đẩy đi này nhá. Anh em thích hàng gì nhắn tin riêng cho mình. Mình chỉ quảng cáo được vậy thôi. Chào tất cả bà con.